Gạt nỗi đau mất người thân, tuyển thủ U23 Việt Nam chơi trọn trận thắng Qatar. Ngay đêm trước trận bán kết ở giải U23 châu Á, tiền vệ Đức Huy nhận tin người bác mà anh coi như bố ruột đột ngột qua đời. Đánh bại Qatar, Việt Nam lập kỳ tích vào chung kết giải U23 châu Á. Cả đội U23 Việt Nam vỡ òa, trừ tiền vệ Đức Huy, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội không thể trọn vẹn niềm vui bởi anh mới mất đi một người thân yêu. Người bác của tôi, người mà coi như bố đã đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi tin rằng hôm nay bác đã phù hộ cho tôi và các đồng đội, tiền vệ Đức Huy chia sẻ với báo khi giọng đã lạc đi. Gia đình Đức Huy giấu tin vì không muốn anh ảnh hưởng tới việc thi đấu. Tuy nhiên tiền vệ của U23 Việt Nam vô tình đọc được một thông báo tin buồn trên hội đồng Hương Hải Dương đúng tên, tuổi quê quán nên giật mình. Đức Huy gọi về mọi người trong gia đình vẫn cố giấu, nhưng một người chị họ đã không kìm được cảm xúc, bật khóc khiến chuyện bị lộ. Thực ra từ mấy hôm trước tôi đã có linh cảm nhà có chuyện gì đó không ngủ được, cứ nhắm mắt là đau đầu. Không ngờ lại mất đi người mình thương yêu như vậy, Đức Huy nức nở. Mất người thương yêu nhưng Đức Huy nhất quyết gạt bỏ nỗi đau để tiếp tục ra sân thi đấu, chọn trận bán kết. Đến khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo mới biết chuyện khi được một cầu thủ tiết lộ. Cậu rất can đảm xin chia buồn cùng gia đình, huấn luyện viên Park Hang-seo nói với Đức Huy. Đức Huy là một bất ngờ của U23 Việt Nam. Cầu thủ Hải Dương càng quét mạnh mẽ ở khu trung tuyến, giúp giảm tải cho hàng thủ. Ở chung kết diễn ra lúc 15 giờ thứ Bảy 27 tháng 1, Đức Huy và các đồng đội sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Hàn Quốc và Uzbekistan. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chạy xe máy cổ vũ chiến thắng U23 Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hòa vào dòng người hâm mộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm ăn mừng tấm vé vào chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc cũng là lúc dòng người đổ về trung tâm Hà Nội, cờ đỏ sao vàng do người hâm mộ mang theo nhuộm đỏ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tất cả mọi người Việt Nam, từ già trẻ trai gái đều vui mừng trước khoảnh khắc lịch sử của nền bóng đá nước nhà. Hòa mình vào không khí lịch sử đó, Phó Thủ tướng Võ Đức Đam cũng có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm để chung vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Phó Thủ tướng chạy xe máy cùng đoàn diễu hành trên các con phố Hà Nội. Phó Thủ tướng Võ Đức Đam giản dị trong chiếc áo thun in ngôi sao vàng ở trái tim, mang theo lá cờ Tổ quốc chung vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Việc đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết giải U23 châu Á là một điều kỳ diệu, một dấu mốc lịch sử của thể thao Việt Nam. Chắc chắn chiến tích của U23 Việt Nam sẽ mang lại động lực lớn cho bóng đá Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Lên tiếng sau chiến thắng lịch sử, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ ấm lòng thật sự. Chỉ là bức ảnh ôm người anh hỗ trợ mình trong suốt quá trình thi đấu, nhưng dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt thích. Trải qua 120 phút thi đấu chính thức và loạt đá penalty, bên cạnh sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ, ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, anh từng được mệnh danh là người nhện trong khung gỗ bởi lối di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn cản phá những đường bóng hiểm hóc của đối thủ. Sở hữu chiều cao 1m81, gương mặt nam tính với chiếc cằm vuông, mũi cao cùng đôi mắt mí lót, anh là hình mẫu lý tưởng của không ít cô gái. Trong một chia sẻ mới đây, Bùi Tiến Dũng cho biết có thời điểm anh suýt phải từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2012, đội bóng trẻ của anh bị giải thể. Để có tiền, anh phải làm công việc phụ hồ để giúp đỡ gia đình. Bước ngoặt đã đến khi huấn luyện viên Nguyễn Thành Dũng phát hiện và gọi Tiến Dũng về tập luyện tại đội trẻ Thanh Hóa. Kết thúc trận đấu ít giờ, mới đây trên trang cá nhân của mình, chàng thủ môn đến từ Thanh Hóa đã có những chia sẻ riêng. Chỉ là bức ảnh ôm người anh hỗ trợ mình trong suốt quá trình thi đấu, nhưng dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt thích. Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang Instagram cá nhân. Nụ cười nở thật tươi khi các đồng đội dọa sẽ chịu phạt nội bộ 500.000 đồng nếu trả lời phỏng vấn. Chững chạc, chỉnh trang lại trang phục, xốc cao cổ áo để tránh khỏi cơn rét buốt từ những cơn gió hun hút, thổi vòng quanh đường hầm sân vận động, thủ thành Bùi Tiến Dũng ngắn gọn. Em xin dành tặng niềm hạnh phúc này cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
lần thứ hai liên tiếp đối mặt với những quả đá luân lưu sau khi U23 Việt Nam phân định thắng thua trên chấm 11m ở vòng tứ kết và bán kết. Tiến Dũng cho rằng chính việc cản phá thành công quả luân lưu đầu tiên ở trận đấu với U23 Hàn Quốc giúp anh luôn tự tin trước những cú sút 11m của cầu thủ đối phương. Thủ thành của đội U20 Việt Nam tại World Cup U20 tổ chức tại Hàn Quốc hồi tháng 6 2017 tiết lộ bí quyết giúp anh cản phá thành công hai quả luân lưu của cầu thủ U23 Qatar chính là tập trung và thể hiện bộ mặt thật ngầu. Thủ thành của đội bóng Thanh Hóa ám chỉ việc anh đã nghiên cứu phong cách cắt bóng của thủ môn huyền thoại tuyển Đức và câu lạc bộ, luôn thể hiện thái độ hiếu chiến thách thức để gây áp lực tâm lý với đối phương. Tiến Dũng rất khôn khéo khi lựa chọn tình huống sút luân lưu thứ 5 của đối phương để tiến đến, nhặt quả bóng, xoa xoa, làm động tác hôn môi trước khi trả lại cho Andre. Động tác nhỏ này đã khiến cầu thủ Qatar không tự tin khi thực hiện cú sút. Em nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta, Tiến Dũng tiết lộ. Khi vào cuộc chơi thực ra thì em cũng luôn giữ sự tập trung và phán đoán tình huống họ sẽ sút bóng, hướng đi của cú sút. Tiến Dũng cho biết điều đó thực ra có thể biết được qua cách di chuyển chân của cầu thủ đối phương. Nhưng thật sự khi vào chơi, không có nhiều thời gian để làm chuyện quan sát đó, em chỉ phán đoán ở nhịp 1, rồi sau đó tập trung và phản xạ theo tình huống thực tế trên sân, bí quyết chỉ đơn giản có vậy. Tiến Dũng bình thản nói, sau khi cản phá thành công hai quả sút luân lưu của các đầu thủ và đội trưởng Menon bên phía U23 Qatar, Tiến Dũng không giấu sự tự tin ở trong bản thân những pha đối đầu trên chấm 11m. Đồng thời cho biết, có thể do ngày trước em từng chơi ở hàng phòng ngự, điều đó giúp em phần nào có kỹ năng bổ trợ cho việc bắt bóng. Em phán đoán và tự tin là sẽ cản phá được và điều đó cứ tự nhiên đến. Nói về màn trình diễn chói sáng của Quang Hải trong trận bán kết này, với hai pha ghi bàn xuất sắc, đặc biệt là cú cứa lòng trong chân trái gỡ hòa 2-2 cho đội U23 Việt Nam, Tiến Dũng không ngần ngại đánh giá, Quang Hải là một trong những cầu thủ hiếm hoi. Có cả 100 năm bóng đá Việt Nam mới có thể sản sinh ra được. Em thực sự rất tự hào khi được chơi bóng và có một đồng đội như Quang Hải. Hai pha lập công ở trận này giúp Quang Hải vươn lên, đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Tiến Dũng cũng bày tỏ sự tự tin cao độ về khả năng thành công của U23 Việt Nam trong trận chung kết. Bước vào mỗi trận đấu, em luôn có niềm tin ở bản thân và các đồng đội. Em cũng mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng em để viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Vừa kết thúc trận bán kết lịch sử, Bùi Tiến Dũng treo status thách thức đối thủ quá choáng, Quang Hải thì. Dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Mới đây, câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam đã được viết tiếp khi thầy trò Park Hang-seo đánh bại Qatar trên loạt luân lưu sau khi hòa 2-2 ở 120 phút. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người dân cả nước vỡ òa trong niềm vui sướng đổ ra đường. Trong khi đó, các cầu thủ của U23 Việt Nam cũng lập tức có những dòng chia sẻ lên trang cá nhân sau trận cầu lịch sử từ Trung Quốc. Tương tự như trận tứ kết trước đó, U23 Việt Nam đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc và hạ gục đối thủ ở loạt sút luân lưu. Sau khi kết thúc trận đấu, công thần Quang Hải đã lập tức cập nhật trạng thái lên trang cá nhân để chia vui cùng người hâm mộ. Anh chàng viết, biết nói gì đây Việt Nam ơi. Không chỉ riêng Quang Hải mà thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chỉ biết nắn gọn hai chữ Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân. Bên cạnh Quang Hải với hai bàn thắng giúp cân bằng tỷ số để bước vào hiệp phụ, góp phần lớn vào chiến thắng của đội tuyển nước nhà, không thể không kể đến màn thể hiện xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng. Dũng cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ đội suốt thời gian qua. Cảm xúc bây giờ quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chỉ vài dòng ngắn gọn mang Hàn Quốc đến đây. Cầu thủ Vũ Văn Thanh, người hùng giúp Việt Nam chiến thắng với cú sút phạt, penalty lịch sử chia sẻ trong niềm ngạn ngào, hạnh phúc vỡ òa, xin chân thành cảm ơn người hâm mộ cả nước, quá tuyệt vời. Cận cảnh rơi nước mắt ở nhà Bùi Tiến Dũng khi anh đẩy quả penalty thứ hai. Dương Làng khi kéo tới nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng xem trực tiếp trận U23 Việt Nam Qatar. Có người đã ôm mặt bật khóc khi thấy anh đẩy được quả penalty thứ hai trong loạt sút luân lưu cân não, mở toang cánh cửa vào trận chung kết cho U23 Việt Nam. Tại vùng quê nghèo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, chiều 23 tháng 1, hàng trăm người dân đã kéo về nhà riêng của Bùi Văn Khánh, bố thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội tuyển U23 Việt Nam, ở làng Bào, xã Cao Thịnh để theo dõi trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam.
nhiều người đã không nén được nước mắt và niềm vui vỡ òa khi các tuyển thủ của chúng ta thi đấu thăng hoa, cống hiến hết mình cho nước nhà. Ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân đã tập trung tại gia đình Tiến Dũng. Bà nội Tiến Dũng cười sung sướng khi đội U23 Việt Nam giành chiến thắng. Ông Bùi Văn Khánh, bố đẻ của Tiến Dũng, nói trong nghẹn ngào. Sung sướng không gì tả nổi, sau bao khó khăn vất vả của đội nhà, chúng ta đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, chúc mừng sự thi đấu kiên cường của cả đội và con trai. Người thân Tiến Dũng bật khóc trước chiến thắng của đội tuyển. Ngôi nhà của gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng lúc này, người ra vào chật cứng, người già, người trẻ, nam nữ quây quần như ngày hội lớn. Ai cũng mặt mày hớn hở, phấn khởi trước trận thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà. Theo người thân của gia đình Tiến Dũng, ngay từ đầu buổi sáng gia đình đã gác lại mọi công việc để sắp xếp cỗ bàn, mời anh em làng xóm đến chung vui cùng xem trận đấu vào buổi chiều. Gia đình đã làm thịt một con lợn 65kg và một con nhím hơn 12kg để mời khách. Họ hàng người quen ở khắp nơi, từ huyện khác cũng tới chơi, nên nhà Tiến Dũng rất đông người. Ngay cả các lãnh đạo xã cũng như cán bộ đại diện của huyện cũng xuống ủng hộ tinh thần gia đình cầu thủ. Người dân làng Bào và đại diện chính quyền địa phương nâng ly rượu, giơ cao cờ tổ quốc mừng U23 Việt Nam chiến thắng. Mức thưởng khủng khiếp mà U23 Việt Nam nhận được sau chiến thắng lịch sử trước Qatar. Ngay sau khi U23 Việt Nam giành tấm vé lịch sử vào chung kết giải châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được cơn mưa tiền thưởng. Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 6 năm sau loạt đá luân lưu nghẹt thở trước đội U23 Qatar và lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đang có mặt tại Trung Quốc, chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam, bày tỏ sự xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ. Thủ tướng giao Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng và thưởng nóng 2 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, với trận thắng U23 Qatar tại trận bán kết chiều qua, thầy trò Park Hang-seo nhận thêm rất nhiều tiền thưởng nóng từ các mạnh thường quân. Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC đã quyết định bỏ tiền túi thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, thủ môn của FLC Thanh Hóa Bùi Tiến Dũng, người thi đấu xuất thần trên chấm 11m cũng được thưởng riêng 500 triệu đồng. Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh thưởng 500 triệu đồng. Chủ tịch tập đoàn xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải thưởng 1 tỷ đồng. Quyền chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Lê Công Vinh thưởng 500 triệu đồng. Ngoài ra, ngân hàng Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng, BIDV thưởng 500 triệu, công ty VBF thưởng 1 tỷ. Như vậy, tính đến thời điểm 19 giờ tối qua, U23 Việt Nam được nhận thưởng tới 15 tỷ, vẫn chưa công bố mức thưởng. Nếu cộng với 4,3 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích vượt qua vòng bảng và tứ kết trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được thưởng gần 20 tỷ.